Thưa quý vị, thời gian qua, tại một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên thường xuyên xuất hiện những hình ảnh không đẹp gây mất mỹ quan đô thị. Rác thải, vẽ bậy, xả thải, phóng uế bừa bãi là những hình ảnh đã xuất hiện. Đây là những hình ảnh quen thuộc tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên mỗi buổi sáng sớm. Buôn bán kinh doanh thì là cái ý thức của người dân là không được cao, xả rác ra nhiều, cho nên là ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh, gây mất cái mỹ quan về đô thị. Tôi thì thường xuyên tập thể dục ở đây từ sáng từ 5 giờ. Thì nói chung là những ngày mùa đông ấy, quảng trường rất là sạch sẽ và thoáng mát, nhưng giờ này mùa hè nhiều hơn thì những quán nước ở đây mọc lên nhiều hơn. Số lượng rác thải thải ra cũng nhiều, ô nhiễm môi trường, đi qua những mùi nước mía lồng lạc lên làm ô nhiễm môi trường. Đây là những hình ảnh tại khu vui chơi công viên Nam Hòa. Dẫm giày dép lên cỏ, dù đã có biển nhắc nhở. Cho động vật chạy và phóng uế bừa bãi. Xả rác thải không đúng nơi quy định là những điều thường thấy mỗi buổi chiều. Ở đây không khí họ cũng rất là mát mẻ và trong lành ấy, thì các con vui chơi rất là thoải mái và thích. Thì là, nhưng mà thấy ở đây là không được sạch sẽ cho lắm vì người dân chưa được ý thức được là họ phải vệ sinh rác rửa phải cho đúng nơi quy định, vẫn còn vứt bừa bãi. Và hôm qua thì cũng nghe đấy, có trường hợp là cháu đã bị đứt chân do mảnh thủy tinh. Cũng có nhiều hộ cho đồ ra mang ra cho các cháu ăn uống rồi sinh nhật tổ chức các thứ cũng có. Những chiếc ghế đá tại khu vực tượng đài liệt sĩ cũng đã bị một số đối tượng phun vẽ như thế này. Tôi nó thấy là nó cũng phản cảm, nó không có một cái gì là cái mỹ quan, cho nên là chúng tôi cũng là những người dân thì chúng tôi xin là đề nghị mình có những cái biện pháp để mà ngăn chặn những cái tình trạng mà quảng cáo trên các cái, đặc biệt là ở các cái ghế đá để chỗ ngồi nghỉ. Đây chỉ là một số hình ảnh mất mỹ quan được phóng viên ghi lại trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trên thực tế, không ít những điểm công cộng khác cũng chịu chung số phận. Những hình ảnh trên không phải mới xuất hiện tại thành phố Hưng Yên mà đã có từ khá lâu. Dù tại nhiều khu phố, tại các đơn vị phường xã, những đợt tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chung tay bảo vệ môi trường mà các cấp chính quyền đã tổ chức, nhưng có vẻ tình hình vẫn ít được cải thiện. Tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, sáng nào cũng có 6-7 công nhân vệ sinh môi trường thu dọn rác thải. Lượng rác thải nhiều và vứt bừa bãi khắp nơi, cả trên khu vực thảm cỏ và dưới lòng đường, khiến công tác vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Người dân bán hàng thì chúng em biết là ai cũng phải muốn kiếm tiền, nhưng kiếm tiền làm sao mỗi người dân có ý thức một tí là phải rác, mỗi khi buổi tối bán xong phải thu gọn gọn gàng. Và chúng em bây giờ cứ vứt như một cái đống rác, hôm nào cũng thế, một cái đống rác như một đống rơm đống rạ ở chỗ này. Sáng nào chúng em ra cái quảng trường văn tiếng là một thành phố Hưng Yên, nhưng mà như một bãi rác chiến trường luôn. Có nhà thì người ta cho vào bao thôi, có nhà thì người ta... Bây giờ chị nhìn thấy hầu như là rác rưởi là đây, nó tình trạng là như này. Không có nhà nào nó gọn gàng cả. Mà thực tế ra là ở công ty em là nhắc nhở là nhiều lần rồi nhưng vẫn như vậy. Sáng ra bọn em rất là vất vả. Cái lượng rác nó quá kinh khủng luôn. Không những là ở những cái dưới lòng đường như này mà còn trên thảm cỏ nữa. Rất là nhiều. Còn tại một số địa điểm khác trên địa bàn phường Hiến Nam, mặc dù chính quyền địa phương, Hội Phụ Nữ phường đã tổ chức những hoạt động tuyên truyền dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhưng những hành vi gây mất mỹ quan nơi công cộng vẫn diễn ra. Hội Phụ Nữ chúng tôi thường xuyên là chiều thứ sáu để tổ chức dọn dẹp các khu phố và các tuyến đường của khu phố. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà ý thức của người dân ấy, khi mà chúng tôi một tuần thì chúng tôi có thể dọn dẹp một lần, đến có thể đến ngày hôm sau thì tình trạng rác lại trở nên rất là nhiều. Vấn đề đấy thì cũng không thể xuể được. Với những cái hành vi mà gây mất mỹ quan nơi công cộng của một số người dân thì nó đến từ một số các nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do cái thói quen. Một số người dân là có cái thói quen là vứt rác ra nơi công cộng và có những cái hành vi ví dụ như là làm bẩn những cái công trình ở nơi công cộng. Nguyên nhân thứ hai đó là do cái sự thiếu hiểu biết của người dân đối với vấn đề về bảo vệ môi trường và bảo vệ mỹ quan nơi công cộng. Nguyên nhân thứ ba là xuất phát từ cái việc mà chúng ta chưa có những cái chế tài nghiêm ngặt đối với những cái hành vi gây mất mỹ quan hoặc là những cái hành vi mà gây ô nhiễm môi trường.
thì đến thời điểm này thì chúng ta chưa có những cái quy định chặt chẽ hoặc là cái sự xử phạt nghiêm khắc đối với những cái hành vi này. Các điểm công cộng là nơi sinh hoạt tập thể, vui chơi giải trí ngoài những giờ làm việc căng thẳng. Do đó, việc những nơi này bị mất mỹ quan đô thị không chỉ ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố mà về lâu dài cũng làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống tinh thần của người dân. Vâng thưa quý vị, để môi trường thành phố ngày càng trở nên xanh đẹp hơn, ngoài việc tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương thì việc nâng cao ý thức tự giác của người dân rất quan trọng. Những hành vi mất mỹ quan nơi công cộng trước mắt khiến cho môi trường và quang cảnh thành phố bị ảnh hưởng. Nhưng về lâu về dài, những hành vi xấu được thực hiện thường xuyên và liên tục như thế này trước mặt trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng tới ý thức của cả thế hệ mai sau. Cái cơ chế mà hình thành tâm và phát triển tâm lý ý thức của trẻ em đó là sự lĩnh hội những cái kinh nghiệm văn hóa xã hội của loài người. Chính vì vậy mà thông qua hoạt động, thông qua giao tiếp hàng ngày của trẻ đối với những cái hành vi, những cái hành động của người lớn, những việc làm của người lớn thì sẽ hình thành nên cái ý thức, thái độ của trẻ em. Vậy thì với những cái người mà có những cái hành vi như vậy ở nơi công cộng gây mất mỹ quan rồi gây ô nhiễm môi trường mà trẻ em nhìn thấy, trẻ em quan sát được hàng ngày thì trẻ em sẽ nghĩ rằng là đó là những cái hành vi đúng và nó sẽ bắt chước theo những cái hành vi đấy. Ý thức là vấn đề nhận thức và hành động của mỗi người. Do đó, ngoài việc chỉ tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường tập thể do chính quyền và các đơn vị tổ chức thì mỗi người dân cũng nên tự nâng cao ý thức của riêng mình. Thực sự ra cái này thì phải xuất phát điểm từ ý thức của người dân và sau đó của cộng đồng. Cùng khi mà nếu như mà ai đó mà trong cộng đồng mà bắt gặp được cái việc làm thế thì mình góp ý trực tiếp. Và như thế thì sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Quan trọng là vấn đề là ý thức của người dân chị ạ. Mới cả thứ hai nữa là đang thiếu cái phần mà bảo vệ và nhắc nhở. Chứ còn bây giờ thì để biển thì nhiều người người ta để ý, nhiều người người ta không. Thế nên là cũng khó. Chỉ mong sao là người dân có ý thức tốt để cho anh chị em công nhân đỡ vất vả hơn ạ. Cùng giữ cho môi trường xanh sạch đẹp. Trong thời gian tới, thành phố Hưng Yên đang xác định mục tiêu đến năm 2025 xây dựng thành phố Hưng Yên là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại và văn hiến. Để thực hiện được mục tiêu đó, yếu tố cảnh quan môi trường toàn thành phố cũng rất quan trọng. Do đó, việc tự nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị sẽ góp phần lớn để thành phố ngày càng sạch đẹp, hiện đại, văn minh và phát triển.